Chào các bạn, tôi là giảng viên Đinh Như Thảo, người phụ trách dạy các bạn môn cơ học lượng tử học kỳ này. Chúng tôi sẽ cố gắng truyền tải nội dung theo một cách đầy đủ, cụ thể nhất và thú vị nhất. Hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian thú vị khi học môn học này. Tôi bắt đầu giảng dạy cơ học lượng tử từ năm 2015. Các niên khóa trước, mỗi năm tôi dạy hai nhóm. Từ niên khóa 2018-2019 trở đi, thì mỗi năm tôi chỉ dạy một nhóm mà thôi. Mùa xuân đang về trên đất nước Việt Nam và các bạn vừa trải qua một kỳ nghỉ Tết rất là dài. Tuy nhiên, tôi hy vọng các bạn vẫn bắt kịp tiến độ của môn học. Nhìn hình ảnh này, các bạn có thể thấy sắc xuân đang dần ngập phố phường. Hoa đào là biểu tượng cho mùa xuân của miền Bắc, trong khi hoa mai là biểu tượng cho mùa xuân của miền Trung và miền Nam. Và một cô gái ở độ tuổi xuân thì là biểu tượng cho mùa xuân của một đời người. Các bạn đang ở mùa xuân đẹp nhất của một đời người. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ là chăm chỉ học tập và làm việc để sau này có thể đóng góp cho gia đình và xã hội. Tôi là một cổ động viên nhiệt tình của đội bóng đá Việt Nam, mặc dù là tôi gần như là không biết đá bóng. Nếu các bạn cũng là một cổ động viên nhiệt tình của bóng đá Việt Nam thì có thể biết rằng là trong những năm vừa qua, đặc biệt năm 2018, thì đội tuyển bóng đá Việt Nam đã đạt được một thành tích khá cao trong giải bóng đá khu vực châu Á ở Thường Châu, Trung Quốc. Các bạn có thể thắc mắc rằng là những kỳ quỹ đạo bay của trái bóng trong những cái lần đá phạt của Quang Hải vì sao nó huyền diệu như thế. Thế thì lời giải thích cho những kỳ quỹ đạo bay như thế là các bạn hoàn toàn có thể tìm được bằng cách là các bạn học vật lý. Trong cái quá trình dạy những cái môn vật lý giống như chẳng hạn là cơ cổ điển hay cơ lượng tử, chúng tôi có thể giải thích cho các bạn có thể đăng ký hoặc là các bạn có thể theo dõi những cái bài giảng của chúng tôi mà chúng tôi đưa lên YouTube như thế này. Tôi là một fan của cầu thủ Quang Hải. Quang Hải là một mẫu cầu thủ tuyệt vời với những cái tố chất, với những cái phẩm chất và những cái tính cách rất là tuyệt vời, rất là chăm chỉ luyện tập và có những thành tích là những cái siêu phẩm, đá trực tiếp hoặc là đá phạt vào lưới của đội bạn như các bạn có thể thấy. Và quỹ đạo bay của những quả bóng của Quang Hải hoàn toàn có thể giải thích được bằng vật lý. Nếu các bạn yêu thích vật lý thì các bạn có thể tìm hiểu có cái lời giải thích dựa trên những cái lý thuyết mà chúng tôi dạy trong các môn học ở đây. Công Phượng cũng là một trong những cầu thủ mà tôi yêu thích của đội tuyển bóng đá Việt Nam. Tôi rất thích cách anh đột phá dũng mãnh trong vòng vây các cầu thủ đội bạn trong trận chung kết U23 châu Á năm 2018 ở Thường Châu. Và tôi mong muốn rằng là các bạn cũng sẽ là đột phá trong vòng vây các bài tập mà tôi ra trong cái môn học này. Các nội dung cần tìm hiểu của môn cơ học lượng tử. Thứ nhất là cần tìm hiểu lý do cần học cơ học lượng tử, tại sao ta phải học môn này. Nếu mà nó thực sự cần thiết thì ta mới nên học, còn nếu không thực sự cần thiết thì ta học làm gì. Thứ hai là ta tìm hiểu về khái niệm của môn cơ học lượng tử, nó là gì. Rồi thứ ba là một trong nội dung quan trọng, đó là các nội dung cơ bản của cơ học lượng tử. Và thứ tư là ứng dụng vào giải các bài toán cụ thể. Bây giờ ta đi vào nội dung của chương 1, cơ sở vật lý của cơ học lượng tử. Chương này tôi biên soạn lần đầu tiên vào năm 2015 và sau đấy bổ sung một số hình ảnh vào năm 2018 và bây giờ là soạn lại phục vụ cho việc giảng dạy trực tuyến. Vật lý học cổ điển như ta đã biết thì nó gồm có ba cột trụ chính, đó là cơ học cổ điển của Newton, thứ hai là thuyết điện tử của Maxwell và thứ ba là nhiệt điện lượng học do đóng góp của nhiều người. Ngoài ra thì vật lý học cổ điển có hai cột phụ, đó là quang học và âm học. Phương trình chuyển động cơ bản mà các bạn thấy trên hình ảnh F bằng ma chính là nội dung của định luật 2 của Newton, trong đó F là lực, m là khối lượng của hạt và a là gia tốc của hạt. Hình vẽ trên slide mô tả sự lan truyền của sóng điện từ trong không gian. Ta thấy rằng sóng điện từ là sóng phân cực ngang, bởi vì các vectơ cường độ điện trường và cường độ từ trường là vuông góc với hướng truyền. Đại lượng quan trọng nhất của nhiệt điện học là entropy, đây là đại lượng đặc trưng cho độ mất trật tự của hệ. Một hệ trong tự nhiên thường có xu hướng là mất trật tự và nếu tôi muốn giữ trật tự cho hệ thì ta thường phải tốn năng lượng cho nó. Ví dụ nếu tôi muốn giữ trật tự trong lớp học thì tôi thường phải quát các bạn hoặc là tôi phải tốn tiền mua bánh mua kẹo mời các bạn thì may ra các bạn mới chịu người yên. Trong vật lý học cổ điển có hai loại vật chất chủ yếu, đó là hạt và sóng. Ở đây tôi chia tự từ vật chất thành hai phần, đó là vật và chất. Vật là hạt, được đặc trưng bởi các đại lượng vật lý là năng lượng và xung lượng, còn sóng được đặc trưng bởi các đại lượng vật lý là biên độ và vectơ sóng. Thì ta hiểu cái khái niệm vật và chất như thế nào thì ta nhìn vào cái anh chàng sumo này, ta thấy rằng nó là to vật vã nhưng có chất không, đó là điều quan trọng.
Các đặc điểm của vật lý học cổ điển thì thứ nhất là tính đối lập giữa hạt và sóng, thứ hai là tính tất định của các quy luật, và thứ ba là tính liên tục của các đại lượng động lực, và thứ tư là tính độc lập của phép đo và trạng thái. Ta sẽ tìm hiểu về các đặc điểm của vật lý học ở các phần sau. Đầu tiên thì ta tìm hiểu cái tính đối lập giữa hạt và sóng. Ở đây ta thấy có hai cột, một cột là các tính chất của hạt và cột thứ hai là các tính chất của sóng. Về tính chất đầu tiên là hạt là có vị trí xác định trong không gian, trong đó sóng trải rộng trong không gian. Thấy rằng là một cái xe hoặc là một con người là hoàn toàn có vị trí xác định trong không gian. Trong khi đó, nếu bây giờ nếu các bạn lấy một hòn đá mà ném vào mặt nước, thì thấy rằng là sóng trải rộng trong không gian, nó không nằm ở một vị trí cụ thể nào cả. Hạt á, đặc điểm thứ hai là hạt nằm tách biệt về hạt kia, kể cả hạt đồng nhất trong cái đầu sóng thì sóng này trông chập sóng kia. Các bạn lấy hai hòn đá mà ném lên mặt nước, có thể rằng là hai cái sóng lan truyền trong không gian, nhưng mà sóng này có thể là có trông chập lên sóng kia và tạo nên hiện tượng giao thoa và nhiễu xạ. Hạt là có quỹ đạo hoàn toàn xác định, giống một cái xe ô tô hoặc là một người chạy thì hoàn toàn có quỹ đạo xác định, nhưng mà sóng thì không thể nói về quỹ đạo vì nó trải rộng hoàn toàn không gian giống như sóng điện từ. Thứ tư là hạt gây ra hiện tượng va chạm. Hai người đi xe đạp mà tông vào nhau thì nó gây ra hiện tượng va chạm. Trong đó sóng thì khi hai sóng, nếu ta lấy hai hòn đá ném để tạo ra hai sóng trên mặt nước, thì thấy rằng là nó tạo ra hiện tượng giao thoa. Và hạt thì là có thể chuyển động tùy ý, nó có thể tuần hoàn hoặc không. Trong đó sóng thì nó chuyển động mà có tính tuần hoàn theo thời gian, được đặc trưng bởi chu kỳ T, và không gian được đặc trưng bởi bức sóng lambda. Các bạn có thể nhìn cái hình vẽ bên trái ở phía dưới này, như thế rằng là hạt thì hoàn toàn tách biệt về hạt kia. Trong khi đó là sóng thì nó lại là sóng này có thể trùng chập với sóng kia. Thứ hai là tính tất định của các quy luật. Từ tất định ta có thể hiểu như sau: tất nhiên xác định. Thì tính tất nhiên xác định của các quy luật hay tính có thể đoán trước của các quy luật theo nguyên lý nhân quả. Nếu ta biết được trạng thái đầu cộng các yếu tố tác động thì ta hoàn toàn có thể biết được trạng thái sau của hệ. Ví dụ là người ta hay sắp xếp các quân cờ domino theo một trình tự xác định, và nếu ta tác động lên cái quân cờ domino đầu tiên thì các quân cờ domino tiếp theo cũng sẽ đổ theo một trình tự mà ta đã sắp xếp từ trước. Trong hình này, khi quân cờ domino đầu tiên đổ thì nó sẽ tác động lên cái quân cờ tiếp theo, và quân cờ thứ hai nó cũng sẽ tác động đến quân cờ thứ ba, rồi quân cờ thứ tư, quân cờ thứ năm, quân cờ thứ sáu theo một cái thứ tự đã được sắp xếp từ trước theo một cái chu trình cụ thể. Thứ ba là tính liên tục của các đại lượng động lực. Lưu ý rằng là các quá trình vật lý diễn ra liên tục, cho nên các đại lượng vật lý nhận các giá trị liên tục như các bạn thấy ở trong hình sau đây. Thứ tư là tính độc lập của phép đo và trạng thái. Thì nội dung chính của nó đó là phép đo không làm giá trị của đại lượng đo trong trạng thái bị sai lệch đi. Dù cô gái có cắt bao nhiêu lần thì cũng thế thôi, tình cảm của chàng trai dành cho cô gái vẫn không bao giờ thay đổi, và anh chàng vẫn tiếp tục đi kiếm hoa về tặng cho cô. Trong bài giảng, tôi thường chèn một số slide mà tôi copy từ Internet. Đây là những slide mà tôi thấy rằng là nó truyền những thông điệp tích cực cho cuộc sống. Ví dụ như ở đây, đừng làm việc theo cảm hứng, bạn sẽ không bao giờ đạt được thành tựu nào đáng kể về lối làm việc đó. Hãy luyện cho tâm trí mình hiểu rằng, đến lúc phải làm việc thì phải làm, bất kể có hứng hay không. Ví dụ như bây giờ, sau một thời gian nghỉ Tết rất là dài, cả tôi và các bạn đều là đang là có một cái sức ý rất là lớn, nhưng chúng ta vẫn phải làm việc để là đảm bảo được tiến độ của môn học. Trước tiên là ta tìm hiểu một số thành tựu của vật lý cổ điển. Thành tựu nổi bật đầu tiên đó là việc chế tạo ra là xe lửa chạy bằng hơi nước. Rồi tiếp theo có những thành tựu khác, và có những thành tựu đặc biệt nổi bật giống như chẳng hạn như là tàu điện Shinkansen của Nhật Bản, hoặc là tàu chạy lên điện từ, rồi là xe máy mobilet, rồi xe ô tô, rồi máy bay. Vật lý học cổ điển đã đưa nhiều thành tựu như thế, nhưng vì sao ta lại cần học cơ học lượng tử? Thì cuối thế kỷ 19 trở đi xuất hiện những hiện tượng vật lý mới không thể giải thích được bằng các lý thuyết của vật lý học cổ điển, cho nên người ta cần phải đưa ra cái cơ học lượng tử. Vật lý học cổ điển có những cái hạn chế của nó, nhưng nó không thể giải thích được lượng tử sóng hạt của một cái thực thể vật lý, không thể giải thích được bức xạ của vật đen tuyệt đối, cũng như là hiện tượng quang điện và hiệu ứng công tôn. Vật lý học cổ điển không thể giải thích được lượng tử sóng hạt của một thực thể vật lý, ví dụ như bức xạ điện từ, lúc này ta xem nó như là sóng lại thể hiện tính chất hạt, trong khi đó hạt vi mô lại thể hiện tính chất sóng. Thì anh chàng cổ điển mới buồn
Mới nói rằng là người ta không trân trọng những gì mình đang có mà chỉ tập trung dòm ngó những cái khó thuộc về mình, thì bản thân mỗi người chúng ta cũng thường hay thế, ta không trân trọng những gì mà ta đang sở hữu mà ta lại chỉ tập trung dòm ngó những cái mà thuộc về người khác. Trước khi ta tìm hiểu về sự ra đời của cơ học lượng tử thì ta hãy nhớ lại xem cơ học cổ điển là gì. Ở đây tôi đã đưa định nghĩa của cơ học cổ điển và chừa lại hai cái chỗ trống, thì các bạn thử nhớ xem hai cái chỗ trống này là gì. Vì sao tôi yêu cầu các bạn phải nhớ lại định nghĩa của cơ học cổ điển? Bởi vì trước khi ta muốn tìm hiểu về cơ học lượng tử thì ta phải tìm hiểu xem cơ học cổ điển là gì. Khi học bất kỳ một môn học nào, các bạn là nhớ được định nghĩa của môn học thì các bạn sẽ nắm rõ được đối tượng cũng như là nội dung của môn học mà ta học, và từ đó ta có thể học tốt về cái môn học đấy. Thì ở đây tôi bật cho các bạn thấy xem định nghĩa của cơ học cổ điển là gì. Thì cơ học cổ điển là môn học nghiên cứu chuyển động của các vật thể vi mô theo các định luật của Newton. Các bạn đã nắm được định nghĩa của cơ học cổ điển rồi, bây giờ thì tôi muốn hỏi các bạn là các bạn thử định nghĩa cơ học lượng tử là gì xem. Tất nhiên là các bạn chưa được học về cơ học lượng tử, nhưng mà học theo định nghĩa của cơ học cổ điển thì các bạn có thể điền vào những cái chỗ chấm 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 ở đây. Thì cho các bạn 2 giây. 1, 2. Đây thì là định nghĩa của tôi. Cơ học cổ điển là môn học nghiên cứu chuyển động các vật thể vi mô theo các định luật của cơ học lượng tử. Ồ, buồn cười quá, một cái định nghĩa rất là buồn cười. Tại vì sao lại dùng chính cái là cơ học lượng tử để định nghĩa cho cái khái niệm về môn cơ học lượng tử? Đây là định nghĩa thô sơ, nhưng mà ít nhất là nó cũng phản ánh được bản chất của cơ học lượng tử. Còn định nghĩa chính xác của nó thì các bạn sẽ được học trong chương trình khóa ở trường. Thì một trong những cái nền tảng quan trọng nhất của cơ học lượng tử đó là xem vật chất như là sóng, và sóng đấy được gọi là sóng de Broglie, được đặt tên theo tên của nhà bác học Louis de Broglie. Và sóng vật chất đấy được đặc trưng bởi một cái bức sóng lambda theo công thức lambda bằng HCmv như ở trên hình. Thì theo de Broglie thì điện tử neutron hay là nguyên tử thì có thể được đặc trưng bởi một cái sóng, và sóng đấy có bước sóng là bước sóng xác định với công thức lambda bằng H trên MV. Và đây là một số hình ảnh về thành tựu của vật lý lượng tử. Thì các bạn thấy rằng là từ điện thoại đời cổ giống điện thoại Nokia, rồi điện thoại gập Motorola, rồi hiện nay thì là iPhone X, hoặc là các bóng đèn như các bạn thấy là trước kia là bóng đèn hình quang, rồi bóng đèn compact, rồi bây giờ là bóng đèn LED. Thì vật lý lượng tử đã mở ra một cái chân trời mới, một cái chương mới trong cái nền văn minh của nhân loại. Thành tựu của vật lý lượng tử là gồm có cả là những cái tivi đời đầu, tivi CRT, rồi là tivi màn hình tinh thể lỏng LCD, rồi tivi LED hoặc là tivi OLED hoặc là tivi quang tum. Một số nhà hiện nay mà có điều kiện thì người ta đã mua tivi OLED hoặc tivi quang tum về bỏ ở nhà, hoặc là những cái radio cassette, hoặc là cái máy chiếu, hoặc là những cái laptop mà các bạn sử dụng hàng ngày, thì đó là đều nhờ thành tựu của cơ học lượng tử. Bây giờ câu hỏi chương 1 phần 1. Thứ nhất là hãy nêu các đặc điểm của vật lý học cổ điển. Thứ hai là hãy nêu sự đối lập giữa hạt và sóng. Thứ ba là tại sao cần phải học cơ học lượng tử. Và thứ tư, cơ học lượng tử là gì? Nếu các bạn trả lời được tất cả những câu hỏi này thì các bạn đã nắm được những cái nội dung chính mà tôi vừa giảng dạy vừa xong. Bây giờ ta qua bài 2, tính chất hạt của bức xạ. Thì theo quan điểm cổ điển thì tia hồng ngoại ánh sáng, tia tử ngoại, tia rơn gen, tia gamma đều là sóng điện từ lan truyền trong không gian. Mà năng lượng của sóng như ta đã biết thì là tỷ lệ bình phương của biên độ sóng, nên năng lượng chỉ có thể nhận những giá trị biến đổi liên tục mà thôi. Về bức xạ nhiệt và vật đen tuyệt đối thì bức xạ nhiệt theo định nghĩa là bức xạ do vật ở nhiệt độ mà lớn hơn 0 độ K, nhiệt độ tuyệt đối phát ra. Vật đen tuyệt đối là vật có bề mặt hấp thụ hoàn toàn ánh sáng chiếu đến. Ví dụ như trong nghiên cả kiến thì đó là bô hóng, những cái bô hóng mà các bạn thu được khi đun bằng bếp củi hoặc bếp than. Trong miền tử ngoại thì là một cái lớp chì dày, nó có thể xem là một cái vật đen tuyệt đối đối với bức xạ nằm trong vùng tử ngoại. Để lý do người ta vì sao hay dùng là những cái lớp chì dày, những cái bức tường bằng chì để chặn những cái tia tử ngoại phát ra từ những cái buồng phóng xạ.
Ta xem một số đồ thị của phổ phát xạ của vật đen tuyệt đối. Đường cong đồ thị trên cùng là phổ phát xạ của mặt trời. Thì phổ phát xạ của mặt trời bao phủ lên cả cái vùng cực tím nằm bên trái, vùng khá kiến là những cái vùng mà có màu ở giữa, và vùng ánh sáng hồng ngoại là cái vùng nằm bên phải. Thì phổ phát xạ của ánh sáng mặt trời là có đỉnh là cao nhất, còn ở phía dưới cùng là phổ phát xạ của cái bóng đèn tròn, bóng đèn thắp sáng ở nhà mình thời xưa. Hiện nay ở một số vùng quê thì người ta vẫn còn dùng bóng đèn tròn này để thắp ánh sáng ở những cái chuồng trâu, chuồng bò, chuồng gà để đuổi những con muỗi đi. Hiện thấy rằng là phổ phát xạ của vật đen tuyệt đối là nó có cái dạng là lập đỉnh giống như một cái ngọn núi. Đấy, nó đi lên xong rồi nó lập đỉnh xong rồi nó đi xuống. Thì các nhà khoa học cũng đã cố gắng giải thích cái phổ phát xạ của vật đen tuyệt đối. Thì ông Rayleigh và ông Jean thì đã đưa định luật Rayleigh. Các ông tính được cái công thức 1.2 dựa trên quan điểm bức xạ nhiệt là một loại dạng sóng. Thì từ đó thì các ông đã tính được cái đường cong, vẽ đường cong Dirichlet. Thì đường cong Dirichlet ấy, khi vẽ ra thì nó chỉ đúng đối với vùng hồng ngoại, tức là vùng tần số thấp, còn đối với vùng tử ngoại là vùng tần số cao thì nó lại không đúng. Và lý thuyết sai khác từ miền tử ngoại đấy thì người ta gọi là sự khủng hoảng ở miền tử ngoại cả một thời gian dài, vật lý cổ điển không thể nào giải thích được. Thì vì nếu mà giải thích lý thuyết mà không thể giải thích được thì ta phải tìm một cái lý thuyết mới thay thế. Cần một cái thay đổi mang tính chất cách mạng, bởi vì nếu muốn có những thứ chưa bao giờ có thì bạn phải làm những điều chưa bao giờ làm. Thế còn mà nếu mà bạn vẫn cứ lặp đi lặp lại làm những công việc mà trước kia bạn đã làm thì kết quả cũng chỉ như trước mà thôi. Cần thay đổi mang tính chất cách mạng như thế nào? Chẳng hạn như là tán gái mà nàng không đổ thì các bạn đó là mời các cô ấy lên ghế ốc Minh Nghĩa ở cuối đường Phan Bội Châu ở thành phố Huế. Thì các nàng á, là rất là thích ăn ốc, thì khi các bạn mời các nàng lên ốc Minh Nghĩa thì có thể chiếm được cảm tình của các nàng. Mà trong trường hợp mà ốc không được thì ta có thể là mời là các nàng là ăn bún nghệ Huế, là bún móng đuôi ở Huế ăn ngon nhất răng. Thì có nhiều quán ở Huế, thì quán ở đường Ngự Bình, đang đường Tàu hoặc quán đường Trần Quang Khải là một trong những quán bún nghệ rất là ngon, tôi muốn giới thiệu cho các bạn. Rồi nữa, nếu mà những cái món trên mà vẫn chưa thể chinh phục được các cô gái thì các bạn có thể là mời các bạn gái là thử bún chả Omama. Đấy, ở Huế hiện nay có nhiều quán bún chả Hà Nội mở khắp nơi, mỗi quán có một cái hương vị riêng, nhưng có nhiều quán là có thể làm hài lòng các cô gái. Và ông Planck cũng nghĩ thế. Ông Planck nghĩ rằng nếu mà vật lý cổ điển không thể giải thích được phổ bức xạ của vật đen tuyệt đối ấy, thì cần phải có một cái sự thay đổi mang tính chất cách mạng. Planck cho rằng ấy, sự khủng hoảng ở miền tử ngoại thì liên quan đến sự liên tục của năng lượng sóng. Bây giờ ta phải làm một cuộc cách mạng, đó là làm điều chưa bao giờ làm, thay đổi nhận thức. Năng lượng của bức xạ nhiệt không nhận giá trị liên tục mà là nhận giá trị gián đoạn. Thì theo Planck ấy, năng lượng của bức xạ nhiệt là một bội số nguyên của một lượng năng lượng nguyên tố gọi là lượng tử năng lượng. E là bằng n epsilon và n là một số tự nhiên. Thì độ lớn của lượng tử năng lượng tỷ lệ với tần số bức xạ, tức là tỷ lệ nghịch với bức sóng. Epsilon bằng h nu bằng hc trên lambda. Thì hình bên trái là biểu hiện cho năng lượng mà một hệ nhận, đó là những cái giá trị liên tục. Còn ở bên phải là theo quan điểm của Planck, năng lượng mà hệ nhận được trong trường hợp này là vật đen tuyệt đối nhận những cái giá trị gián đoạn. Và theo thuyết lượng tử năng lượng của Planck á, thì các nhà khoa học đã thay số hạng KPT trong công thức 1.2 bằng năng lượng trung bình của dao động tử điều hòa lượng tử, thì ta có được công thức Planck, công thức 1.4. Và áp dụng công thức 1.4 thì ta có thể vẽ được một cái đường cong lượng tử giống như cái đường màu đỏ ở đây. Thấy rằng là theo quan điểm cổ điển từ định luật Cherezin thì thấy rằng là nó chỉ đúng ở cái vùng tần số thấp, nhưng mà nếu ta áp dụng quan điểm của Planck và tính được công thức mới thì thấy rằng là cái đường cong nó thể hiện được đúng cái bản chất của phổ bức xạ của vật đen tuyệt đối. Thật là tuyệt vời khi ta có thể giải thích được mọi hiện tượng vật lý, và đấy là một trong những nhiệm vụ của các ngành vật lý. Thì thấy rằng là ở miền tần số bé,
HNUI rất bé so với KBT thì áp dụng công thức E mũ x bằng 1 cộng x, tức là khai triển Max-Horanck với chỉ tuyệt đối của x rất bé hơn 1, thì ta có công thức, ta lại thu được công thức 1.2 định luật Jay-Legend. Vậy là công thức điện tử là đúng cả ở trong trường hợp là vùng tần số thấp và cả ở vùng tần số cao, và bao trùm lên cả cái công thức Jay-Legend. Lấy tích phân công thức 1.4 theo toàn bộ mean tìm thêm của tần số, sau đó nhân C trên 4 thì ta thu được định luật Stefan-Boltzmann như ở trên hình. Khái niệm về lượng tử là được nhắc đến nhiều trong cái môn học cơ học lượng tử này. Thì lượng tử hay tiếng tiếng Anh là quantum, thì trong vật lý học là một đại lượng rời rạc và nhỏ nhất của một thực thể vật lý, để định nghĩa của nó. Ví dụ như photon là một lượng tử của ánh sáng và phonon là một lượng tử của dao động mạng. Bây giờ tôi qua phần mới là thuyết lượng tử ánh sáng của Einstein. Trước tiên tôi xin có đôi nét giới thiệu về ông Einstein. Ông là người gốc Do Thái, là trẻ chậm phát triển, hồi nhỏ là mắc chứng tự kỷ, bị thầy cô đánh giá thấp, được mẹ động viên mà trở thành thiên tài vật lý, biết chơi đàn vị cầm, là một người là chuộng ăn chay, ngưỡng mộ đạo Phật, là một người hài hước, nhiều vợ, không biết bơi nhưng mà lại giỏi chơi thuyền. Và khi đất nước Israel thành lập thì lại được ông ấy được mời làm tổng thống. Đấy, thì nếu mà trong quá trình học đây mà các bạn mà gặp vấn đề gì mà khó khăn á, thì về nói mẹ, mẹ ơi mẹ động viên cho con cái. Thời xưa ông Einstein ấy, là ông đủ mọi thứ xấu, nói chung là những cái phẩm chất không được ưu tú lắm, nhưng mà được nhờ mẹ động viên mà làm được nhiều thứ, lấy được nhiều vợ. Bây giờ về mẹ động viên cho con với, để con thứ nhất là có thể là có đóng góp cho đời, thứ hai là có thể là lấy được nhiều vợ và có thể trở thành tổng thống. Thì ông Einstein là có nhiều câu nói rất là nổi tiếng, chẳng hạn như là cái tôi và sự hiểu biết tỷ lệ nghịch với nhau, hiểu biết càng nhiều cái tôi càng nhỏ, mà hiểu biết càng ít thì cái tôi càng lớn. Thì tất nhiên ai cũng có những cái tôi của mình, giống tôi thì tôi cũng có cái tôi lớn lắm. Ở đây là ta qua mục tiếp theo là hiệu ứng quang điện. Thì hiệu ứng quang điện là không thể giải thích các định luật quang điện theo quan điểm cổ điển. Ông Einstein ấy, thì ông cũng học ông Planck. Thì ông Planck ấy, thì năng lượng của bức xạ nhiệt là bội số nguyên của một lượng năng lượng nguyên tố, là lượng tử năng lượng. Thì theo ông Einstein thì năng lượng của ánh sáng cũng là bội số nguyên của một lượng năng lượng nguyên tố nào đấy, lượng tử năng lượng HV, và năng lượng này được mang bởi một cái lượng tử của ánh sáng là photon. Thì photon là gì? Một chùm ánh sáng không phải là một sóng đơn lẻ truyền không gian, mà là một tập hợp của các bỏ sóng gián đoạn photon, và mỗi bỏ sóng có một năng lượng bằng lượng tử năng lượng E bằng HNUI. Thì photon không có khối lượng nghỉ nhưng lại có xung lượng, đó là một điểm rất là đặc biệt, không mang điện tích và chuyển động bằng vận tốc ánh sáng. Thì bỏ sóng là một cái khái niệm như thế nào thì các bạn có thể nhìn trên hình ảnh. Đây là một cái hình mô tả là một cái bỏ sóng. Bỏ sóng thì có thể có dạng tĩnh như thế này. Thì năng lượng của một photon được cho bởi công thức E bằng PC, với P là xung lượng của photon, P bằng MC, với M là khối lượng tương đối. Lưu ý là chỉ những hạt không có khối lượng nghỉ mới được phép chuyển động với vận tốc ánh sáng. Thật vậy, thì theo thuyết tương đối hẹp thì bất kỳ một hạt nào với khối lượng vô hạn muốn chuyển động với vận tốc ánh sáng đều cần có một năng lượng vô hạn. Đây các bạn nhìn vào công thức này thì ta thấy rằng là để mà V mà dần đến C thì công thức của năng lượng là nó sẽ hàm ý rằng là năng lượng là phải dần đến vô cùng, và điều này là không thể, ta không thể có một cái lượng năng lượng nào là bằng vô cùng cả. Đây là một cái hình vẽ vui ở trên mạng, thì là một cái photon là nó không có khối lượng nghỉ. Thì khi mà một cái photon mà đi check in vào một cái khách sạn á, thì được hỏi liệu anh ta là có cần mang giúp hành lý hay không. Thì photon chỉ trả lời là tôi chỉnh coi như là đem ánh sáng đi theo mà thôi, mà ánh sáng thì không có khối lượng, cho nên là cũng tôi không cần có hành lý gì cả. Trước tiên là ta tìm hiểu định luật 1 về giới hạn quang điện. Định luật phát biểu như sau: hiệu ứng quang điện chỉ xảy ra khi bước sóng lambda của ánh sáng tới nhỏ hơn một giá trị lambda không nào đó, được gọi là giới hạn quang điện, bằng HC trên V đúc, với V đúc là công thức của điện tử ra khỏi kim loại. Thì theo quan điểm cổ điển ấy, thì năng lượng của sóng là tỷ lệ với bình phương của biến đổi sóng. Năng lượng không có mối liên hệ nào với bước sóng,
nên ta không thể giải thích được cái chuyện này. Nhưng mà nếu theo theo quan điểm của Einstein thì nếu ta xem chùm ánh sáng là bằng chùm photon thì khi photon va chạm với điện tử sẽ truyền toàn bộ năng lượng của nó cho điện tử. Để điện tử có thể thoát ra khỏi kim loại thì năng lượng của photon cần phải lớn hơn công thoát của điện tử, tức là hc trên lambda phải lớn hơn v đúc. Thì ta suy ra là lambda phải nhỏ hơn hoặc bằng hc trên v đúc. Thì định luật quang điện được giải thích một cách rất là tự nhiên. Bây giờ ta chuyển qua định luật 2 về dòng quang điện bão hòa. Thì định luật phát biểu như sau: khi lambda nhỏ hơn nó không thì cường độ dòng quang điện bão hòa tỷ lệ với cường độ ánh sáng tới. Thì theo quan điểm cổ điển, đến năng lượng của sóng tỷ lệ với bình phương của biên độ sóng, cho nên năng lượng không có mối liên hệ nào với bước sóng cả, không thể giải thích. Ta không thể đưa ra một lời giải thích về cường độ dòng quang điện bão hòa tỷ lệ với cường độ ánh sáng tới khi lambda nhỏ hơn lambda không. Theo quan điểm lượng tử thì lệ khác, vì cường độ ánh sáng tới sẽ tỷ lệ về mật độ dòng photon, tức là số photon tới trên một đơn vị thời gian trên một đơn vị diện tích, và mật độ dòng photon thì tỷ lệ về số photon, tức là tỷ lệ về số điện tử bị bứt ra, tức là tỷ lệ về cường độ dòng quang điện. Thì định luật quang điện 2 là quá là rõ ràng rồi. Và định luật 3 về vận tốc của quang điện tử, tức là điện tử mà được bức xạ ra, vận tốc ban đầu của quang điện tử không phụ thuộc vào cường độ ánh sáng tới mà tỷ lệ bằng nhất về tần số ánh sáng tới. Theo quan điểm cổ điển thì năng lượng của sóng cũng, tức là tỷ lệ bình phương của biên độ sóng, thì năng lượng có một liên hệ nào về tần số hay là bước sóng cả, cho nên là không thể thích. Thì tên nếu photon có năng lượng đủ lớn, hc trên lambda lớn hơn bằng v đúc, thì phần năng lượng dư ra sau khi điện tử thoát sẽ được chuyển thành động năng của nó. Thì ta thấy rằng là động năng của nó sẽ là bằng mv không mắc bình phương chia 2, sẽ bằng là hc trên lambda trừ v đúc. Thì vận tốc ban đầu chỉ phụ thuộc vào tần số mà không phụ thuộc vào cường độ sáng. Thì đây chính là nội dung định luật quang điện 3. Thì ta chỉ cần một cái photon vượt ngưỡng, ta có thể làm được những cái chuyện như ở trên. Thì ý tưởng sóng điện tử gồm các lượng từ ánh sáng và photon giải thích được hiện tượng ấy. Một cái hiện tượng rất là kỳ lạ là một chùm ánh sáng gồm một vài photon tần số cao có thể mang đủ năng lượng để giải phóng điện tử ra khỏi kim loại, trong khi một chùm ánh sáng gồm nhiều photon tần số thấp lại không thể giải phóng điện tử ra khỏi kim loại. Đó là một điều ngược đời vì ta thường hay nói rằng là nếu mà đoàn kết thì ta có thể là tập hợp lại nhiều photon có tần số thấp và ta có thể là giải phóng điện tử ra khỏi kim loại, nhưng lúc này số nhiều nó không có ý nghĩa gì cả. Ta có một photon tần số cao còn hơn có nhiều photon tần số thấp, bởi vì nếu ta có một photon tần số cao trong trường hợp này thì ta có hiệu ứng quang điện liền. Đây là một trong những cái slide mà tôi cũng khá là thích. Thì trên đề này người ta nói rằng là có ba việc: việc của bản thân, việc của người khác và việc của ông trời. Chúng ta thường buồn phiền là do quên mất việc của bản thân, thích xen vào việc của người khác và lo lắng về việc của ông trời. Thì muốn vui vẻ rất đơn giản, chỉ cần làm tốt việc của bản thân, đừng xen vào việc của người khác và đừng nghĩ về việc của ông trời. Câu hỏi chương 1 phần 2. Thứ nhất là hãy trình bày khái niệm về vật đen tuyệt đối. Thứ hai là hãy trình bày khái niệm về sự khủng hoảng ở miền tử ngoại. Thứ ba là hãy cho biết ý kiến của bạn về phát biểu. Theo quan điểm cổ điển, năng lượng sẽ nhận các giá trị chẩn đoán. Thứ tư là hãy nêu vai trò của thuyết lượng tử năng lượng của Planck. Thứ năm là hãy trình bày ngắn gọn về hiệu ứng quang điện. Thứ sáu là thuyết lượng tử ánh sáng của Einstein có vai trò gì. Nếu các bạn có thể trả lời được những câu hỏi này thì các bạn đã nắm được nội dung của cái phần tôi vừa trình bày xong. Bây giờ tôi qua phần 4, hiệu ứng công tôn. Thì hiệu ứng này thể hiện tính chất hạt của ánh sáng. Công tôn phát hiện hiệu ứng này năm 1923 khi quan sát sự tản xạ của tia X lên tinh thể graphite. Thì graphite là than trì, là vật liệu làm loại bút trì, chứ không có gì đặc biệt cả. Còn kim cương thì sao? Thì thật ra là cả bút trì và kim cương ấy, thì nó đều là có thành phần là carbon. Nhưng mà thân em như hạt mưa sa, hạt vào đài cát, hạt ra ruộng cày, cùng là được tạo thành từ carbon, nhưng mà có phần carbon chỉ được tạo thành cái loại bút chì, trong khi đó carbon thì tạo thành kim cương, được nhiều người yêu thích. Bây giờ ta đi tìm hiểu về hiệu ứng công tôn. Trong hiệu ứng này thì chùm tia tản xạ có bước sóng lambda phẩy lớn hơn lambda là tần số bước sóng của tia tới, tức là có tần số nhỏ hơn hay năng lượng nhỏ hơn. Chùm tia tới mất một phần năng lượng truyền cho tinh thể graphite. Thì điều này chỉ có thể xảy ra là nếu ta xem đó là chùm ánh sáng như là chùm hạt, và độ chênh lệch bước sóng chỉ phụ thuộc vào góc giữa phương của tia tới và tia tần xạ như công thức ở dưới đây. Thì trên quan điểm sóng, tia được xem như là sóng điện từ,
Thì khi phản xạ lên điện từ của tinh thể chị thì sẽ truyền năng lượng sóng làm cho điện tử dao động và phát ra sóng điện từ cùng tần số với sóng tới, hay cùng bước sóng với sóng tới. Các hiện tượng phản xạ, khúc xạ chỉ làm thay đổi phương truyền và không thể làm thay đổi bước sóng. Thì trên quan điểm thuyết lượng tử ánh sáng, coi tia X là dòng hạt photon, thì khi một photon va chạm với một điện tử thì photon truyền một phần năng lượng của mình cho điện tử, nên photon tản xạ có năng lượng nhỏ hơn photon tới, bởi vì nó truyền đấy. Khi nó đầu nó còn tần số như thế này, năng lượng như thế này, thì khi nó truyền thì nó phải mất. Tức là bây giờ là photon tản xạ là sẽ có tần số nhỏ hơn hay có bước sóng lớn hơn bước sóng của photon tới. Bây giờ ta qua mục tiếp theo là lượng tính sóng hạt của ánh sáng. Câu hỏi đặt ra là ánh sáng là sóng hay là hạt? Thì câu trả lời là cả hai. Các hiện tượng giao thoa, nhiều xóa cho ta thấy tính chất sóng. Còn hiệu ứng quang điện, hiệu ứng Compton lại cần sử dụng khái niệm ánh sáng là chùm hạt photon mới giải thích được. Thì ánh sáng là sóng hay là hạt thì tùy thuộc vào bài toán mà biểu hiện. Ta nhìn vào hình vẽ này ta có thể nói được là ánh sáng là sóng hay là hạt hay không? Thì thực ra là trong một người nam cũng có thể là có một cái số tính nữ, và trong người nữ thì có thể có tính nam. Một cô gái có thể rất là mạnh bạo và rất là giỏi võ và rất là hầm hố, một chàng trai thì cũng có thể là dịu dàng và nhẹ nhàng. Thì hạt vật chất đó, liệu có tính chất sóng hay không, đó là câu hỏi mà nhiều nhà khoa học đặt ra. Thì bởi vì dựa trên cái quan điểm là ánh sáng có khối lượng nghỉ bằng không thì có lượng tính sóng hạt, thì vậy hạt có khối lượng nghỉ khác không thì có lượng tính sóng hay không? Đấy. Thì liệu hạt vật chất có tính chất sóng hay không? Thì như tôi vừa nãy mới nói, trong một người nam cũng có tính nữ và một người nữ thì cũng có tính nam, cho nên trong hạt vật chất thì cũng có tính chất sóng. Tính chất sóng của hạt là được nêu lên trong giả thuyết của De Broglie. De Broglie năm 1924 đưa ra giả thuyết rằng các hạt vật chất cũng có tính chất sóng, và một hạt vật chất có khối lượng m và xung lượng p tương ứng với một sóng có bước sóng lambda bằng h trên mô đun của p bằng h trên mv. Sóng tương ứng với hạt vật chất được gọi là sóng De Broglie, đặt theo tên của nhà khoa học De Broglie luôn, và bước sóng trên là bước sóng De Broglie. Thì bước sóng De Broglie của vật có thể tìm được nếu có đầy đủ số liệu. Thì tôi có làm chương trình Mathematica, nhưng tiện thể ở đây thì tôi đưa ra kết quả mà thôi, bởi vì chương trình Mathematica bật ở đây thì hơi khó quay video. Bây giờ ta tính bước sóng De Broglie của một vài vật. Các bạn hãy lấy giấy bút ra kiểm chứng. Cái này tính toán cũng đơn giản mà. Chỉ có việc là tính lambda bằng h trên p bằng h trên mv. Trường hợp thứ nhất là xe nặng 1000 kg có vận tốc 100 m/s thì có bước sóng De Broglie là cỡ 6.6 x 10 mũ trừ 39 m, là một cái bước sóng rất nhỏ, một phần tỷ tỷ tỷ, ví dụ thế. Thì viên đạn nặng 10 gram có vận tốc 500 m/s thì có bước sóng De Broglie là cũng 10 trừ 34 m. Hạt bụi nặng 10 mũ trừ 6 gram có vận tốc 1 cm/s thì có bước sóng De Broglie là 10 mũ trừ 23, là quá nhỏ, là cỡ khoảng 1/1000 tỷ tỷ. Electron có năng lượng 1 electron volt thì có khối lượng trần hay là khối lượng nghỉ bằng 9.1 x 10 trừ 31 kg á, thì có bước sóng De Broglie là 1.2 nanomet, là bằng cỡ 10 mũ trừ 9 m. Thì trong trường hợp này là bước sóng của electron là có cỡ là kích thước ô mạng của tinh thể, cho nên nó có thể gây ra nhiễu xạ tinh thể. Thí nghiệm kiểm chứng giả thuyết De Broglie về tính chất sóng của hạt á, thì được Davidson và Gemmer thực hiện. Hai ông đã quan sát được sự giao thoa của chùm điện tử phản xạ ra từ bề mặt tinh thể khi cho điện tử nhiễu xạ trên bề mặt của niken, chứng tỏ điện tử có tính chất sóng, tìm được bước sóng của điện tử cỡ khoảng 0,167 nanomet. Ánh sáng chiếu vào đây và ánh sáng là phản xạ là theo cái chiều nghiêng. Thì đây là kết quả của thí nghiệm của Davidson và Gemmer, thì các ông thu được là các vân giao thoa. Có một thí nghiệm khác của Thomson là cũng cho kết quả tương tự. Là ông Thomson cho điện tử truyền qua một màng mỏng kim loại, thu được trên màn hình hình ảnh nhiễu xạ như của tia X qua một tấm kim loại mỏng, thể hiện tính chất sóng của điện tử. Ta cũng thu được vân giao thoa trên màn hình. Bây giờ ta có mục tiếp theo là hàm sóng của hạt vật chất và ý nghĩa thống kê của nó. Thì theo giả thuyết De Broglie thì một hạt vật chất tương ứng với một sóng. Mà nếu một hạt vật chất tương ứng với một sóng thì nếu nó là sóng thì cần phải mô tả bởi hàm sóng.
Thì hàm sóng của một hạt vật chất CRT nó là hàm phức, nó là một hàm đơn trị và là một hàm liên tục của tọa độ, không gian và thời gian. Trước tiên ta nghiên cứu hàm sóng của hạt tự do. Đối với một hạt tự do là hạt chuyển động trong trường thế năng bằng không, có khối lượng m, xung lượng p, năng lượng e bằng p bình phương trên 2m, thì hàm sóng vật chất tương ứng là hàm sóng phẳng đơn sắc. Psi RT là bằng A e mũ i KR chữ omega t, hay là bằng A e mũ i trên h PR chữ et. Đây là cái dạng phổ biến nhất mọi người hay ghi theo kiểu này, với biên độ A được xác định bởi A bình phương là bằng modulus của CRT bình phương, hay là bằng C sao RT nhân CR. Trước tiên ta tìm hiểu sóng phẳng là sóng như thế nào. Thì quy tích của những điểm trong môi trường sóng mà đó các chất động của cùng giá trị pha được gọi là mặt sóng. Ứng với những giá trị pha khác nhau, ta có các họ mặt sóng khác nhau. Và một cái khái niệm khác đó là giới hạn giữa phần môi trường mà sóng đã truyền qua. Những các phần tử môi trường chưa dao động được gọi là mặt đầu sóng. Dựa vào hình dạng mặt đầu sóng, người ta chia sóng nó thành sóng cầu và sóng phẳng. Thì như hình vẽ ta có thể thấy rằng là hình bên A đó là hình sóng phẳng hay là sóng cầu. Thì hình bên A đó là hình sóng cầu và B là hình sóng phẳng vì nó có cái mặt đầu sóng là phẳng. Còn trong trường hợp hình A thì mặt đầu sóng của hình nó là hình cầu. Trong cơ học cổ điển thì ta xem vật như là một chất điểm và giải phương trình chuyển động cơ bản của vật F bằng ma, chính là nội dung của định luật 2 Newton, hoặc là phương trình Euler-Lagrange trong cơ lý thuyết để khảo sát chuyển động của vật. Nên trong cơ học lượng tử thì bởi vì ta xem hạt vi mô như là một sóng phẳng nên ta phải giải phương trình sóng Schrödinger để khảo sát chuyển động của hạt. Khi ta giải phương trình Schrödinger thì có một khái niệm cần phải tìm hiểu, đó là trạng thái dừng. Thì trạng thái dừng được định nghĩa là trạng thái mà thể năng của hệ không phụ thuộc vào thời gian, chỉ phụ thuộc vào các tọa độ không gian mà thôi. Điều đó nó dẫn đến là năng lượng là một đại lượng không phụ thuộc vào thời gian, là một hằng số đối với thời gian. Thì hàm sóng là hàm phức thì nó có thể biểu hiện bằng cái công thức là C bằng A cộng IB. Và trong trường hợp đấy thì liên hợp phức của nó là C sao bằng A chia IB. Và trong tọa độ cực thì hàm sóng được biểu diễn dưới dạng C bằng R nhân E mũ I phi và C sao là bằng R E mũ chữ I phi. Hàm sóng là hàm phức nên nó không có ý nghĩa vật lý, nhưng bình phương mô đun của hàm sóng lại có thể có ý nghĩa vật lý, bởi vì bình phương mô đun của hàm sóng như ta thấy là bình phương mô đun của hàm sóng là bằng C sao nhân C. Trong trường hợp này là bằng A bình phương cộng B bình phương bằng R bình phương là nó là không âm. Ông Max Born đã tìm ra ý nghĩa của bình phương mô đun của hàm sóng. Ông thấy rằng là bình phương mô đun của hàm sóng là tỷ lệ về mật độ xác suất tìm thấy hạt tại điểm xác định bởi tọa độ R và ở thời điểm T. Bình phương mô đun của hàm sóng sẽ tỷ lệ về rho là mật độ xác suất là bằng lim khi delta V dần về 0 của delta V đúc trên delta V. Trong đó, delta V đúc là xác suất tìm thấy hạt trong phần tử thể tích delta V bao quanh điểm M xác định bởi vector bán kính R nối từ gốc tọa độ O tới điểm M như thể ở bên hình bên phải. Ý nghĩa tổng kết của hàm sóng là ta có thể thấy như trong trường hợp của là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không là có thể phân thân nằm ở mỗi nơi một tí. Thì trong trường hợp này thì ta có thể có một thấy một sự tương tự giữa là mật độ xác suất tìm thấy hạt và mật độ xác suất tìm thấy là tôn hành giả. Trong hình này thì là nó cho thấy rằng là xác suất tìm thấy cô gái ở trong cái hình này là nó được phân bổ khá đều. Bình phương mô đun của hàm sóng mô tả trạng thái cô gái sẽ cho ta biết được xác suất tìm thấy của cô gái xung quanh cây này. Bình phương mô đun của hàm sóng mà cũng có thể giúp ta tìm được vị trí của các Naruto trong các truyện tranh của Nhật Bản. Về sự chuẩn hóa của hàm sóng thì vì mật độ xác suất tỷ lệ với bình phương mô đun của hàm sóng và hàm sóng là hàm phức nên để tổng quát thì ta thường viết là mật độ xác suất là bằng C nhân bình phương mô đun của hàm sóng, tức là C là một cái hệ số tỷ lệ, nhưng hệ số C thường được chọn bằng 1 cho nên mật độ xác suất thường người ta ghi thẳng luôn là bằng bình phương mô đun của hàm sóng. Thì trong trường hợp này thì ta sẽ thấy rằng bình phương mô đun của hàm sóng là bằng dV đúc trên dV, cho nên xác suất tìm thấy hạt trong thể tích dV là sẽ là bằng dV đúc là bằng rho RT nhân dV, hay là bằng bình phương mô đun của hàm sóng nhân cho dV. Và xác suất tìm hạt trong toàn bộ không gian là ta có thể tìm được bằng cách là tích phân cái mà bình phương mô đun của hàm sóng nhân dV trên toàn bộ không gian. Và xác suất tìm hạt trong toàn bộ không gian đương nhiên là phải bằng 1. Ta có là tích phân bình phương mô đun của hàm sóng trên toàn bộ thể tích
thì sẽ bằng 1. Đây chính là điều kiện chuẩn hóa của hàm sóng. Và hàm sóng nào thỏa mãn điều kiện trên được gọi là hàm sóng đã chuẩn hóa. Nếu C khác 1 thì ta nói hàm sóng chưa chuẩn hóa, lúc đó ta có là VW bằng C tích phân trên V của bình phương modulo của hàm sóng bằng 1. Từ đó ta có C là bằng 1 trên tích phân của bình phương modulo của hàm sóng nhân DV. Và xác suất tìm hạt trong thể tích DV thì trường hợp hàm sóng đã chuẩn hóa thì DV đúp là bình phương bằng bình phương modulo của hàm sóng nhân DV. Thế trong trường hợp hàm sóng chưa chuẩn hóa thì DV đúp thì là bằng bình phương modulo của hàm sóng nhân DV mà chia cho tích phân của bình phương modulo của hàm sóng trên toàn bộ thể tích. Bây giờ ta đi tìm đơn vị của hàm sóng thì ta thấy rằng xác suất là đại lượng của thường nguyên. Thường nguyên của xác suất là bằng 1. Người ta thường hay để cái đại lượng vật lý ở trong dòng ngoặc và cho là bằng 1. Thì khi ta thấy xác suất là đại lượng của thường nguyên thì mật độ xác suất sẽ là đại lượng của thường nguyên là nghịch đảo của thể tích. Rho RT, thường nguyên của Rho RT bằng thường nguyên của delta V đúc trên delta V bằng thường nguyên của 1 trên V bằng V trừ 1. Vì bình phương mô đun của hàm sóng là tỷ lệ với rho RT cho nên là ta có thể nói là hàm sóng là có thường nguyên là bằng nghịch đảo của căn bậc 2 của thể tích. Chính xác hơn thì ta nên nói rằng là mô đun của hàm sóng là có thường nguyên là 1 trên căn bậc 2 của thể tích. Ví dụ đây là hình ảnh tính toán hàm sóng trong diện lượng tử, là đây là hàm sóng một chiều, như thế rằng nó là hàm sóng của thường nguyên là bằng cm mũ trừ 1/2. Các bạn thấy xác suất vui nằm ở vị trí nào trong không gian? Anh chàng này là mới cười xong thôi đã thấy là không vui lắm rồi, còn cô gái này thì giống như là bắt được của. Đây mới là chặng đầu của hôn nhân mà thôi, cả một chặng đường dài phía trước sẽ còn nhiều điều xảy ra nữa. Và hôn nhân là một cái thứ rất là kỳ quặc, vì là ở ngoài thì mọi người lại muốn vô, những ai chưa cưới thì muốn cưới, còn mà đã cưới thì lại mọi người lại muốn ra. Cuộc sống nó như vậy, nhiều khi là ta nhìn thấy thế để ta muốn, nhưng mà thực tế ta ở trong thì ta lại đôi khi lại được người này trong người nọ, nhưng mà rồi mọi sự đều ổn thỏa cả. Trong môn học này ta sẽ phải làm việc về hàm sóng nhiều, vì vậy bây giờ ta phải tìm hiểu về điều kiện tiêu chuẩn của hàm sóng. Thứ nhất thì hàm sóng phải hữu hạn trong không gian, tức là hàm sóng phải giới nội. Hàm sóng phải có giá trị nhỏ hơn vô cùng hoặc bằng không tại mọi điểm. Đây là điều kiện để mật độ xác suất tìm hạt là hữu hạn tại mọi điểm. Chứ không mật độ xác suất tìm hạt mà lại là vô cùng lớn, là hơn 1 thì đó là một điều vô lý. Thứ hai là hàm sóng phải đơn trị. Thì hàm sóng phải có một giá trị duy nhất tại một điểm trong không gian tại một thời điểm cố định để có duy nhất một giá trị mật độ xác suất tìm hạt tại vị trí miệng đó mà thôi. Chứ không phải là tại một vị trí, tại một thời điểm cụ thể mà ta lại có thể là tìm thấy hạt đó, vừa có xác suất bằng 1 mà lại vừa có xác suất bằng 0. Tức là hạt vừa có mặt ở đó mà lại vừa không có mặt ở đó. Đó là một điều quá là phi lý. Thứ ba là hàm sóng và hàm bậc nhất của nó theo tọa độ phải là hàm liên tục trong không gian. Rõ ràng rồi, vì mật độ xác suất cũng là một hàm liên tục trong không gian. Thì nó yêu cầu rằng là hàm sóng và hàm bậc nhất của nó cũng phải là một hàm liên tục trong không gian. Và đây là cơ sở của việc áp dụng điều kiện biên trong chương 4. Trong đây thì ta sẽ khảo sát các ví dụ để tính toán hàm sóng chẳng hạn, tìm xác suất. Thì trong trường hợp này các ví dụ 6.1 và 6.2 này ấy, thì tôi sẽ giải cho các bạn sau. Lưu ý những cái phần mà chúng tôi gạch chân màu đỏ ở đây, đó là những cái phần mà có thể là có sai sót trong một trình hình. Câu hỏi chương 1 phần 3. Thứ nhất là hãy trình bày ngắn gọn về hiệu ứng Compton. Thứ hai, hãy cho biết ánh sáng là hạt hay là sóng. Thứ ba là hạt có khối lượng nghỉ khác không, có lượng tính sóng hạt hay không. Thứ tư là hãy trình bày ý nghĩa thống kê của hàm sóng. Và thứ năm, thế nào là hàm sóng đã chuẩn hóa. Chúc các bạn có thể giải đáp được những cái câu hỏi này. Và nếu các bạn mà có thể trả lời một cách suôn sẻ thì các bạn đã nắm được nội dung của tôi trình bày vừa xong. Thì đến ngang đây thì các bạn thấy rằng là cơ học lượng tử có thể giải quyết được những cái hạn chế mà cơ học cổ điển vấp phải. Thì có thể là có người sẽ đặt câu hỏi là có gì siêu hơn cơ học lượng tử nữa không? Thực tế thì đôi khi trong cuộc đời ta không cần phải tìm cái gì để quá siêu, mà chỉ cần một cái mà cao hơn người khác là được rồi.
Thì giống như trong cuộc sống, thật ra cũng cần phải tìm được người tốt để yêu, một người quá tốt để mà yêu, chỉ cần tìm một người mà vì họ ta có thể tốt lên là quá đủ rồi. Bây giờ ta tìm hiểu cái khái niệm là bỏ sóng, đây là một cái khái niệm mà ta cũng có thể dùng trong cái cơ học lượng tử này khá nhiều. Thì trong vật lý cổ điển ấy, thì ta thấy rằng là hạt hoàn toàn định xử trong không gian, vị trí và vận tốc của hạt là được xác định đồng thời. Nhưng mà trong cơ học lượng tử thì không thế, tính chất sóng của hạt được mô tả bởi hàm sóng và bản chất của hàm sóng là không định xử. Thì làm thế nào để mà mô tả hạt, liệu có thể vận dụng hàm sóng hay là ta phải dùng cái khác? Thì nếu hàm sóng chỉ tiêu khắp mọi nơi ngoại trừ lân cận hạt hoặc lân cận quỹ đạo cổ điển của hạt thì ta có thể dùng hàm sóng để mô tả hạt. Đấy là một cái đặc trưng khá là thú vị của hàm sóng. Nói cách khác, hạt định xử bên trong một miền không gian nào đó có thể được mô tả bởi một hàm sóng có biên độ lớn trong miền đó và bằng không ở ngoài miền đó. Thì khái niệm bỏ sóng như thế nào? Thì bỏ sóng gồm một nhóm vô hạn các sóng chồng chập hình sin có mức sóng khác nhau, có pha và biên độ được chọn sao cho tại một thời điểm. Chúng chỉ tạo ra cực đại giao thoa trong một miền nhỏ không gian và cực tiểu giao thoa ở những miền còn lại. Thì ta so sánh các ý tưởng trên, thì ta thấy có thể dùng khái niệm bỏ sóng để mô tả vị trí của hạt trong cơ học lượng tử. Trên hình vẽ là bỏ sóng với các dạng khác nhau, bên trái là bỏ sóng không tần sắc, các bạn thấy khi nó di chuyển trong không gian thì biên độ của nó không thay đổi, còn với bỏ sóng tần sắc thì khi nó di chuyển không gian thì biên độ của nó thay đổi. Bỏ sóng được tạo thành như thế nào? Bỏ sóng được tạo thành như là khi ta là chồng chập các sóng lên nhau. Trong trường hợp này ấy, là các bạn có thể thấy rằng là sóng Pc-T là chồng chập của hai cái sóng thành phần đó là Pc-1 và Pc-2. Trên hình vẽ là sự chồng chập tạo thành bó sóng của các sóng có các tần số khác nhau. Ở đây là cái tần số là khác nhau một chút, thì khi ta thấy rằng là ta thu được một cái bó sóng có biên độ lớn nhất trong cái vùng ở trung tâm, còn ở hai bên rìa thì là biên độ của bó sóng là rất là nhỏ. Trên hình vẽ là minh họa cho việc ta tạo ra một cái bó sóng từ các sóng cosin AX với A những cái gì khác nhau, và khi ta cộng các sóng cosin này lại thì thu được một cái bó sóng một có biên độ lớn nhất ở trong vùng là lân cận là x bằng không. Sóng phẳng và bó sóng thì khác nhau như thế nào? Ta thấy rằng là sóng phẳng là trải dài trên toàn bộ không gian, còn bó sóng chỉ định xử trên một cái khoảng nhỏ không gian. Thì bó sóng được tạo thành từ tổ hợp của các sóng phẳng với các tần số khác nhau. Học vật lý thì không ít thì nhiều các bạn cũng đã từng nghe đến nguyên lý bất định của Heisenberg. Thì trong nguyên lý bất định của Heisenberg còn nói đến cái chuyện nữa là một cái hệ thức liên hệ giữa delta x và delta p, và delta x delta p là cỡ h cả trên 2. Ta thấy rằng là khi delta x mà lớn vô cùng thì delta p rất nhỏ. Delta p nhỏ tức là p là nhận một giá trị xác định. Ta thấy rằng là cái điều đó là đúng với cái sóng phẳng. Trong trường hợp mà khi mà ta tăng cái độ bất định của delta p thì delta x được thu hẹp dần, và khi mà delta p là rất là lớn như trong trường hợp là cái hình cuối cùng thì thấy rằng là delta x sẽ thu nhỏ trong một cái vùng nhỏ, có nghĩa là khi độ bất định của về vị trí lớn thì độ bất định của xung lượng nhỏ và ngược lại. Như ta thấy rằng là đối với sóng phẳng thì delta p rất là nhỏ, có nghĩa là khi p xác định thì ta sẽ liên tưởng nó đến sóng phẳng. Còn mà trong trường hợp là bó sóng thì thấy rằng là delta p là phải càng lớn thì bó sóng nó mới càng có vị trí xác định. Vậy trong trường hợp này thì x lại là có một giá trị cụ thể. Vậy khi ta có x một giá trị cụ thể thì ta nghĩ đến bó sóng, vì x giá trị cụ thể thì nó cũng liên quan đến cái vị trí là của hạt là xác định, và hạt là có thể có một quỹ đạo rõ ràng. Đây là hậu vệ Võ Văn Thanh của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Tôi rất thích cái dáng đứng của anh Võ Văn Thanh sau khi sút phạt đền thành công, và ta có thể gọi đây là dáng đứng U23 Việt Nam. Và tôi mong rằng là các bạn cũng có thể là một cách tự tin đứng như thế này, có cái dáng đứng như thế này sau khi hoàn thành những bài tập mà tôi ra. Bây giờ ta qua tìm hiểu khái niệm về bỏ sóng định xử. Thì bỏ sóng định xử có thể được tạo ra bằng cách chồng chất các sóng có mức sóng khác nhau ở trong cùng một miền không gian. Thì sử dụng chất này về mặt toán học thì được biểu diễn bằng phép bình đổi Fourier. Khi đó bó sóng có thể được phân tích thành tổng vô hạn của các sóng hình sin có số sóng hoặc vectơ sóng khác nhau.
thì sử dụng chất của các sản phẩm được thể hiện như trên công thức trên hình vẽ. Đấy, cái này thì các bạn có thể đọc trong sách của các học từ. Về hệ thức phân định Heisenberg thì trước tiên là ta biết rằng các quy luật trong cơ học cổ điển là có tính chất tất định. Biết được trạng thái đầu cộng các yếu tố tác động thì ta có thể biết được trạng thái sau. Tất cả các đại biểu động lực đều có thể dễ xác định tại mọi thời điểm thì phép đo là chính xác. Đó là trong cơ học cổ điển. Các quy luật trong cơ học lượng tử thì không giống trong cơ học cổ điển. Hạt vi mô có tính chất sóng và được biểu hiện bởi một sóng không định sứ, nên hạt có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trong không gian. Thì các khái niệm tọa độ chính xác, xung lượng chính xác và quỹ đạo chính xác không tồn tại trong cơ học lượng tử. Hệ thức bất định Heisenberg chỉ ra rằng nếu xung lượng của hạt đo được với một độ không chính xác hay là một độ bất định delta px thì tọa độ của nó không thể đo chính xác hơn một lượng là delta x bằng h gạch chia cho 2 delta px. Thì trong trường hợp ba chiều, hệ thức bất định Heisenberg được biểu diễn bằng công thức 1.40 như thể hiện trên hình. Ví dụ, một neutron chuyển động với vận tốc 5 x 16 m/s thì độ bất định về vị trí là delta x là lớn hơn bằng 6,4 x 10 15 m, thì độ bất định này tương đương với kích thước của hạt nhân. Rồi một người khối lượng 50 kg chuyển động với vận tốc 2 m/s thì độ bất định về vị trí là delta x ở khoảng 10 x 36 m, thì độ lớn của delta x trong trường hợp này nhỏ đến mức là vượt quá mọi sự đo đạc của con người và ta không cần phải để ý đến nó, vì vậy có thể bỏ qua. Vì vậy ta có thể nói rằng độ bất định về tọa độ và xung lượng chỉ quan trọng đối với hạt vi mô mà thôi, còn đối với những hạt vi mô thì độ bất định là quá nhỏ, ta có thể bỏ qua. Tôi đã trình bày xong nội dung của chương 1. Học đến đây là các bạn có thể có yêu cơ học lượng tử hay không? Nếu có yêu thì phải nói, cũng như là đói là phải ăn, chứ đừng im lặng nhé. Và mọi thứ bạn cần khi mùa xuân về thì đó là tiền, tiền mùa chúa cười để cho cha mẹ đứt bớt khổ cho mình, là có tiền đi học, rồi mâm cao cỗ đầy, bánh chưng bánh tét, xôi giò, một cô người yêu xinh xắn để dẫn đi chơi và một điểm 10 để là cuối năm về khoe với bố mẹ. Tôi hy vọng rằng là các bạn sẽ đạt được điểm 10 của môn cơ học lượng tử để về khoe cho bố mẹ, mà không phải điểm 10 thì điểm 9 hay điểm 8, bất kỳ điểm nào cũng được, miễn là qua. Chúc các bạn có một mùa học vui vẻ và một kỳ thi mỹ mãn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Tôi xin kết thúc bài giảng tại đây.